những chiếc áo xinh mà tôi có trên Shopee. Ngày ngày ta sau này có nụ hồng không phải feel lonely after midnight. Em biết đâu là yêu khi em tưởng xa về yêu kiều, làm lúc cũng buồn điêu sau ngày đêm mộng mơ nhiều. Baby không phải em kêu mà dù em chưa dám làm điều. I'm a little shy nên mong anh sẽ hiểu. Em biết là em xinh không nhưng thế còn thông minh. Nhưng sao tránh gọi rung rinh khi thấy anh đứng một mình. Vậy làm sao khi em không thể giữ bình tĩnh? Đôi mắt anh ngờ em như chung một tia sẽ lại tình. Em xin yêu anh với thằng Thái Ice, yeah. Như em bước được vào trong nightlife.